Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình Gian XTC 880 27,5, một dòng địa hình cao cấp nhất của Gian XTC. Sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano Deore. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xem. Vâng, và hôm nay là một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Gian XTC. Màu đỏ đen. Bên khung dưới thì là thêm màu trắng nữa. Rất là khỏe xe các bác nhé. Đây một dòng xe 27,5, bánh 27,5. Gian XTC 880. Sử dụng khung nhôm Alux SL, cao cấp hơn Alux thông thường các bác nhé. Cho xe nhẹ và bền hơn. Alux SL các bác nhé, cao cấp hơn Alux. Trên khung xe có đề số là 27,5. Đây cũng là thông số của lốp xe, vành xe 27,5. Đây là miếng ni lông để chắn không cho cái xích đập vào khung. Các bác mua về nếu không thích có thể xé cái này ra. Em đánh giá chiếc xe này trên 90% về độ mới. Hầu như là không có một vết xước nào đáng kể. Ni lông cổ phốt nguyên bản của Gian. Ghi đông đây của Gian nguyên bản theo xe. Đây là một dòng xe cao cấp của Gian. Của các bác là muốn đi những địa hình đồi núi. Cùng theo đó là chiếc xe được trang bị giảm sóc của Mỹ dốc sốc nguyên bản theo xe. Đây là sóc zin của xe các bác nhé. Mayer của Gian nguyên bản theo xe. Lốp 27,5 x 2,05 nguyên bản của Gian. Chiếc xe rất ít đi vẫn giữ nguyên được cái lốp của xe và hình thức lốp này như các bác thấy đây, gai còn nguyên, rất là mới. Cặp vành tới đây là cặp vành của Gian nguyên bản, vành của Ý các bác nhé. Chiếc xe này vẫn giữ được tất cả xăm, lốp và vành, tất cả đều nguyên zin theo Gian hết. Sử dụng được trang bị tay nắm màu đỏ rất là nổi bật của Gian nguyên bản theo xe của Gian toàn bộ các bác nhé. Bộ tay bấm xà của Shimano Deore. Deore thì là cấu hình gần như là trùng cuối của dòng địa hình rồi. Đây bên này bên tay tay lắc bên lip cho xe 10 tốc độ đây. Bên này cho 3 đĩa cho xe 30 tốc độ. Tay phanh của Shimano. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano các bác nhé. Dây âm sườn cao cấp. Dây âm sườn.
cọc yên, cọc yên nguyên bản theo gam, yên thì rất là mới các bác nhé, ngồi rất êm. Đây là lốp vê vành sau cũng như đằng trước cũng của gam, lốp rất là mới. Đây là vành của gian, may ơ của gian. Mười tầng lip, xích và lip thì còn rất là mới các bác nhá. Đùi đĩa trục rỗng của Shimano DOD, đùi đĩa nhôm, củ đè của Shimano DOD nguyên bản theo xe. Bây giờ em sẽ đo size của xe. Trên khung xe có ghi size M. Đó, em sẽ đo size đứng. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 47. Của các bác từ 1m63 đến trên 1m7 đi vừa chiếc xe này. Thông số ghi có size M. Đây là bộ phanh sau của xe, phanh dầu thủy lực xỉu của Shimano. Như đằng trước thôi. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên líp. Sử dụng bộ líp 10 tầng của Shimano. Súng líp. Nguyên bộ group của Shimano DOD. Mayer của Gian. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Xuống đĩa, bộ đùi đĩa trục rỗng 3 tầng, lên đĩa của DOD, Shimano DOD. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Gian XTC 880 27,5. Đây là một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Gian XTC 27,5. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 13.800.000, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe đẹp mới nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936050424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.